không học nữa. Đến giờ rồi. Ê Winner, ông có thấy ổn không vậy? Cô Rosa với mẹ tôi đâu có cho chơi game đâu. Nếu mà mình lấy cớ là học hè xong mình chơi game, biết là đánh chết luôn á. Trời ơi, bà này cứ phải lo xa. Cái hội chị em đó là đi đâu chiều mới về cơ. Còn hôm nay này, tôi là tôi sẽ chỉ cho bà với cả bé Chi này một cái tựa game mới nha. Biết không? Biết chưa? Đẹp quá à. Nè anh, đi bên trái nè, đi bên phải. Đi bên phải là chết ha. Đi bên trái đó, anh không thấy hả? Từ từ, trời ơi, rung người ta như thế này rồi sao người ta chơi. Nè, đi bên trái, đi bên phải là chết đó, anh không thấy hả? Đi bên trái. Trời ơi, tôi không thấy gì hết trơn. Bà cứ lắc như thế này làm sao tôi thấy được. Đừng coi, người ta chơi nè. Đi bên phải. Đi bên trái chết đó. Tôi không thấy màn hình gì hết á, thấy mỗi cái mặt bà trong màn hình không à. Nhưng mà em không cơ xác vậy làm sao em thấy được. Trời ơi, em nói mới là vô lý á. Người ta phải để xa ra như thế này này, người ta mới nhìn thấy chứ để này làm sao mà thấy được. Để xa như vậy làm sao em thấy, để sát như vậy mới thấy nè, đúng không chị? Trời ơi, em lại sai nữa. Người ta phải để xa như này người ta mới thấy đúng không Hana? Tôi thì bây giờ mà tôi để gần tôi cũng không thấy, mà để xa vậy thì tôi cũng không thấy rõ. Nói chung là chơi thì chơi vậy chứ tôi cũng không thấy gì hết trơn á. Ủa? Gì kỳ vậy? Mẹ nói tụi mình chơi game nhiều sẽ bị cận. Có khi nào tụi mình bị cận hết rồi? Mẹ của tụi mình đâu có cho tụi mình chơi game đâu. Kiểu này mà mẹ mình biết hai đứa mình chơi game á, thế nào cũng đánh đòn cho mà coi. Mà đã vậy cách khiến còn tốn tiền nữa chứ. Trời ơi, tôi nói hai người này lo xa lắm đó. Làm gì có cái chuyện mà bị cận thị một lượt ba người lận. Mà kể cả bây giờ mà có chăng nữa, tôi ấy cũng có cách để giải quyết cái chuyện này rồi. Anh dẫn tụi em đi khám hả? Đâu có, trời ơi, anh của em mà anh lại nghĩ ra những cái trò mà bình thường như vậy hả? Bây giờ anh có một cái cách nhá. Tôi có một cái cách là nó vừa tiết kiệm này, vừa thông minh, lại còn tiện lợi nữa. Hai người chỉ cần cho tôi 2 ngày thôi. Tên. Giới thiệu với hai người, đây là sản phẩm mới nhất mà Winner đã sáng chế ra. Nhờ cái này bây giờ ấy là chúng ta có thể tự đo này, khám mắt cho mình luôn. Ghê chưa? Nó cũng như cái chai bình thường thôi mà, có gì đâu sáng tạo. Nhìn nó như cái chai bình thường vậy thôi, chứ thật ra nó công hiệu lắm nha. Tôi đã sáng chế cái chai này để nó trở thành một cái kính đo thị lực á. Bây giờ tôi sẽ làm cho hai người coi. Nhìn vào cái tấm bảng đo thị lực kia đi. Thấy gì không anh? Chai đen thua vậy thấy gì được? Thật ra là cái này chỉ là bản mà nháp thôi, bản demo thôi, còn chưa bản hoàn chỉnh. Là cái này cơ, hiểu chưa? Cái này mới sợ là cái mà để tôi dùng. Nhìn cái này. Rồi có thấy cái gì không? Đứng đây thấy nè. Đó. Đâu, cho em coi coi. Nè. Thấy không? Xem không thấy gì hết vậy. À, em thấy rồi. Dễ ọt à. Tưởng gì? Nếu mà mình không thấy thì mình bỏ cái chai xuống, mình dí sát mặt vô. Mà mình không thấy nữa thì mình dí nữa vô. Dễ ọt, cần gì phát minh. Trời ơi, vậy em nói gì nữa? Để tôi nhìn nữa coi. Thấy không? Quá rõ ràng, sắp nét luôn, HD. Em không thấy một cái gì luôn, nó không rõ được một cái chữ gì luôn á. Cái gì kì vậy? Đưa đâu tôi coi. Thấy mà. Đâu cho em thử coi. Thôi bà ơi, tránh ra đây. Tôi coi nào. Trời ơi, nhìn lại đi coi. Không có thấy mà. Thấy chưa? Không rõ được một chữ gì luôn. Trời ơi, chứ mắt bà chứ làm sao chứ. Cái kính của tôi xịn như này làm sao mà không thấy được. Cái kính của tôi là phải đeo lên này này, là một bên nắm này, một bên mở này mới coi được. Thì mắt của tôi hai con, tôi phải nhìn cái kiểu khác chứ. Đâu, đưa tôi thử lại coi. Không thấy một cái gì luôn á. Sao không thấy trời? Đưa đây. Đâu, em thử coi. Em đưa đi chị thử lại coi, đi chị thử lại coi. Trời. Nè. Được không? Coi gì không? Đưa chị nhìn thử gì coi, thử nhìn được không nha. Trời ơi, cái này là đuôi luôn rồi.
Em đau mắt quá à. Em về em kiếm mẹ đây. Thôi. Bây giờ còn muốn mẹ đánh đòn nữa hay sao còn về kiếm mẹ nữa? Nhưng bây giờ mắt em hết thấy đường luôn. Bình thường chơi game đã khó rồi mà bây giờ làm sao chơi game được nữa? Tôi cũng đau quá luôn rồi nè. Giờ đang thui luôn á. Mẹ tôi mà biết á, thế nào cuộc đời tôi cũng đen nước mắt cơ coi. Thôi. Hai người ngồi yên. Ngồi yên đi. Đau mắt quá à. Nhanh lên cho ông á. Mẹ tôi mà biết là chết luôn á. Đau quá. Thôi bình tĩnh. Bác sĩ ơi. Dạ, tôi con chào bác sĩ. Thì hiện tại là mắt của con á, nhìn gần thì con nhìn cũng không thấy, mà nhìn xa thì con nhìn cũng không rõ luôn. Còn em của con á, thì nhìn gần thì lại thấy, mà nhìn xa thì nhìn không rõ. Còn riêng về phần của con thì con nhìn xa lại nhìn thấy, mà nhìn gần lại không thấy. Thế bác có thể giải đáp cho bọn con biết là tại vì sao lại bị như thế và có cái phương pháp gì để điều trị được không ạ? Thì thật sự về nó, mắt của bé này thì bé là mắt của bé là thuộc về loạn thị. Còn em của con thì là bị cận thị. Còn em này thì là bị viễn thị. Thật sự những cái yếu tố như mắt cận, viễn hay loạn là nó liên quan tới cái trục nhãn cầu của mắt mình. Con đã kể và con sử dụng cái phương pháp đó là phương pháp không có đúng, nó khoảng khoa học. Cận thị có nghĩa là cái trục nhãn cầu của mình dài hơn so với bình thường. Thì khi mà ánh sáng hoặc là hình ảnh nó đi vô trong cái mắt mình, nó sẽ không nằm ở ngay cái võng mạc, cái đáy mắt của mình, mà nằm ở phía trước. Còn về mắt của con, mắt viễn thị cái mắt con, cái trục nhãn cầu nó ngắn, thì khi ánh sáng hình ảnh đi vô nó sẽ không nằm ở ngay cái đáy mắt mà nằm ở phía sau. Còn đối với mắt của con loạn thị nó làm khác nữa, là do cái độ cong giác mạc nó không đều, cho nên khi hình ảnh đi vô trong cái đáy mắt của mình nó sẽ không phải là một điểm mà nó nhiều điểm trên đáy mắt, cho nên hình ra xa gần con cũng đều nhìn không có được. Vậy là cái tật khúc xạ hiện nay thì nó có phổ biến ở cái lứa tuổi học đường không bác sĩ, với lại nguyên nhân vì đâu ạ? Thật sự về cái tật khúc xạ tại độ tuổi học đường hiện tại rất là nhiều và phổ biến. Thì nguyên nhân chính chủ yếu là do các bé là, thứ nhất là về sử dụng các thiết bị tivi, điện thoại, máy tính, hoặc là trong quá trình học tập thì các con học hành hoặc là sử dụng có dinh dưỡng không được hoặc nghỉ ngơi không có đầy đủ, thì khi đó nó sẽ dẫn tới mắt mình có cái độ cận viễn hoặc loạn. Vậy thì các yếu tố dinh dưỡng nó có quan trọng trong quá trình mà mình điều trị mắt không bác sĩ? Cái yếu tố dinh dưỡng nó cũng góp một phần trong cái mắt của mình, thật sự nó không có làm cho mình hết độ. Nhưng mà khi mình có dinh dưỡng, có nghỉ ngơi thì cái mắt mình sẽ giữ cái độ ổn định. Thì về dinh dưỡng con có thể sử dụng qua chế độ ăn hoặc là uống. Thì uống thì mình sử dụng các vitamin A, omega 3, 6 hoặc là kẽm, vitamin E hay là vitamin C. Vậy ngoài điều trị ra bác sĩ, thì những bệnh về tật khúc xạ thì mình phải làm như thế nào để không liên quan với các bệnh về mắt? Thật sự về tật khúc xạ ban đầu thì mình sẽ dùng kính gọng để mình đeo. Từ mắt bị cận, bị viễn hoặc loạn các con đều có thể dùng kính gọng để đeo. Còn để về phương pháp phẫu thuật, thật sự cái phương pháp phẫu thuật sẽ tính đến là khi mình ra trường, mình đi làm. Cái lúc đó thời điểm đó mình mổ sẽ thích hợp nhất. Tại lúc đó là cái cường độ làm việc mình có thể kiểm soát được. Thì khi sau khi mình mổ mình sợ nhất hiện tượng tái cận. Rồi còn ngoài ra nếu mà mình có độ, mình không đeo kính, mình sợ nhất là biến chứng là mắt mình nó sẽ bị lên độ hoặc là mắt bị mở điều tiết. Nhưng cái lên độ nó không sợ bằng mắt mình không có đeo kính, rất dễ gây hiện tượng nhược thị. Nhược thị có nghĩa là dù mình có đeo kính chỉnh nhưng nó không lên thị lực tối đa cho mình. Đó, mình sợ nhất là biến chứng đó. Con thấy bạn bè của con á, trong quá trình bị cận thị, loạn thị hay là viễn thị á, khi mà các bạn đeo kính á, mà các bạn gỡ kính ra bác, thì mắt của các bạn bị dại với bị đơ đơ á, thì bác có thể giải thích cho con là vì sao không ạ? Thật sự đeo kính thì mình không cần đòi hỏi phải đeo 24 giờ, trừ trường hợp các bạn bị độ cao quá thì phải đeo suốt. Cho nên thường đúng là mình sẽ đeo kính khi mình có điều tiết mắt. Tại cái khoảng mình điều tiết mắt trên cái trung bình từ nhìn học tập làm việc từ 30 phút trở lên là mình phải đeo kính. Tại lúc đó mình sẽ điều tiết mắt theo cái độ mình đang có. Còn nếu mà con cứ đeo 24 giờ thì lúc nào cái mắt mình cũng có cái kính chịu độ. Cho nên khi con bỏ ra cái mắt mình nó chưa có hoạt động, giống như chưa điều chỉnh tương cự lại, cái mắt mình nó sẽ hơi đơ đơ giống vậy, là nó chưa có làm việc. Thì mình sẽ nhắm mắt hoặc nghỉ chút xíu, bắt đầu nó thích nghi, bắt đầu nó sẽ điều chỉnh tương cự xa gần thì mắt lúc đó bình thường. Cho nên thường ra mình không có đeo 24 giờ là vậy. Còn những cái bạn mà đeo len thường xuyên bác, thì mình cứ đeo như thế thì nó có ảnh hưởng về độ không ạ? Thật sự về đeo len các bạn đeo thường xuyên, nó có một cái tiện lợi mình có thể chơi thể thao. Nhưng đeo thật sự cũng không đeo 24 giờ, thật sự khi ngủ mình vẫn lấy ra. Tại vì cái sự trao đổi chất, trao đổi khí của mắt của mình bắt buộc mình phải lấy ra. Và ngoài thực ra cái chuyện đó là đeo nhiều nó có biến chứng gì, mình chỉ không có biến chứng gì hết. Nhưng mà khi đeo mình phải chắc là lấy ra hoặc lắp vô nó phải kỹ. Tại nếu không thì dễ bị viêm nhiễm mắt. Mình sợ nhất là cái biến chứng đó là bị viêm nhiễm mắt và sẹo giác mạc, khi đó cái thị lực mình không được, nó nhìn không rõ, khi đó mình không có được. Mà cái loại sẹo giác mạc thì chỉ có bị nhiều quá thì lực sẽ giảm,
chưa kể tới nó bị sẹo nhiều quá, bắt buộc phải thay giác mạc, ghép giác mạc mới. Dạ, con cảm ơn bác sĩ vì đã tư vấn cho tụi con. Qua cái cuộc trò chuyện này thì con đã có thêm nhiều kiến thức về mắt. Nếu như sau này mà con hay là bạn bè gia đình con có bị vấn đề về mắt thì tụi con sẽ nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ nha. Không những con, gia đình con và bạn bè con mà bất kỳ ai có bệnh lý liên quan về mắt thì cứ alo bác sĩ.